Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sáng mãi những giá trị y đức, y thuật của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2. Phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia. Nông sản thủ đô cung đang vượt cầu. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Trường Đại học Y Hà Nội đã vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý Thầy Thuốc Nhân Tân, Thầy Thuốc Ưu Tú. Lễ tôn vinh và đón nhận các danh hiệu của trường có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đợt trao danh hiệu lần này có 5 thầy thuốc nhân dân, 12 thầy thuốc ưu tú. Các thầy thuốc nhân dân là những giáo sư và phó giáo sư, tiến sĩ hiện đang công tác trong các vị trí quan trọng của các bệnh viện như phó giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Bình, nguyên phó trưởng bộ môn tâm thần, nguyên viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quyền hành đội trưởng, trưởng bộ môn ngoại trường Đại học Y. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, giám đốc trung tâm tim mạch và lồng ngực bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Việt, nguyên viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần bệnh viện Bạch Mai. Còn danh sách 12 các thầy thuốc ưu tú đều là những phó giáo sư tiến sĩ hiện đang làm giảng viên cấp cao, trưởng các bộ môn tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đợt tôn vinh danh hiệu lần này một lần nữa nâng cao tầm quan trọng của các y bác sĩ trong công cuộc khám và chữa bệnh, đặc biệt là trong hoàn cảnh cả nước đang chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID. Đây cũng là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong ngành y ở nước ta. Ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu là ngày giỗ lần thứ 230 của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ông tổ của ngành y học Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu về sự kế thừa và phát huy những giá trị ngời sáng về y đức y thuật của ông. Đạo làm thuốc là một nhân thuật, tức là một nghề về lòng nhân ái, yêu thương con người. Tinh thần ấy xuyên suốt trong bộ Trước Các Đồ Sộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, tức những lĩnh hội tâm huyết về nghề y của Hải Thượng, gồm 28 tập, 66 quyển. Đầu sách, trước khi đề cập đến một khối lượng rất lớn kiến thức uyên thâm và y thuật, ông đã nhắc đến 9 điều y huấn cách ngôn, tức là 9 điều răn dạy đối với người làm nghề y. Y đức đi trước y thuật là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đạo làm thuốc. Năm 1999, Bộ Y tế đã lấy 9 điều y huấn cách ngôn này làm quy định đạo đức hành nghề y dược cổ truyền. Là bác sĩ công tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, tôi luôn thấm nhuần và vận dụng 9 điều y huấn cách ngôn của cụ Hải Thượng Lãn Ông trong công việc hàng ngày, luôn tận tình chăm sóc chu đáo với người bệnh, luôn học tập để nâng cao chuyên môn tay nghề, tôn trọng đồng nghiệp. Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên có nhiệm vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Việc kế thừa các giá trị y đức, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp chẩn đoán do Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại đã giúp bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho khoảng 30.000 bệnh nhân mỗi năm. Bệnh viện cũng xây dựng được 53 phác đồ điều trị, thành lập 9 đơn vị điều trị chuyên sâu, tự bào chế 100% thuốc phiến, sản xuất trên 20 loại thuốc thành phẩm. Với Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên, niềm tự hào lớn nhất của toàn thể cán bộ viên chức là bệnh viện trên quê hương của cụ Hải Thượng Lãn Ông. Lãnh đạo bệnh viện luôn xác định những cái tư tưởng về đạo đức nghề nghiệp cũng như y thuật của cụ là một cái niềm tự hào, đồng thời là một cái tấm gương để toàn thể các cán bộ viên chức bệnh viện luôn học tập và noi theo. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 năm liên tiếp, lễ hội khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ không tổ chức. Các hoạt động vinh danh, tưởng niệm tạm dừng, nhưng những giá trị về y đức y thuật của bậc danh y vẫn luôn ngời sáng và được phát huy. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí với đề xuất của Bộ Y tế về phê duyệt cho 2 loại vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine của công ty Moderna Hoa Kỳ và vaccine của công ty GSK Genentech của Nga để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Trước đó đã có 117.000 liều vaccine AstraZeneca nhập khẩu về đến Việt Nam. Bộ Y tế cho biết đến cuối tháng 3, Việt Nam sẽ có khoảng 1,2 triệu liều được nhập về.
Đơn vị này cũng đề nghị chính phủ cho phép tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, đối tác để triển khai việc mua vaccine và tiếp nhận vaccine từ một số tập đoàn đa quốc gia có ý định mua vaccine về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các bước trong quá trình nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam. Sáng ngày 26 tháng 2 tại tỉnh Long An, Bộ Y tế đã triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen. Buổi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nanocovax được tiến hành tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An với 39 tình nguyện viên được Viện Pasteur TP.HCM sàng lọc tuyển chọn từ gần 800 tình nguyện viên đăng ký. Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm tuổi, nhóm từ đủ 18 đến 60 tuổi và nhóm trên 60 tuổi sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược với khoảng cách giữa hai liều là 28 ngày. Trong giai đoạn tiêm thử nghiệm lâm sàng này, thời gian mỗi tình nguyện viên tham gia là khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu, nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 12 kể từ liều tiêm đầu tiên. Theo đúng tiến độ vào cuối tháng 3 tới đây sẽ là mũi tiêm vaccine thứ hai. Đến cuối tháng 4 năm 2021 có kết quả nghiên cứu của giai đoạn 2 đáp ứng được yêu cầu liên quan đến tính an toàn và đặc biệt tính sinh miễn dịch sẽ được chuyển giai đoạn 3 trong đầu tháng 5 năm 2021. Vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen là vaccine 100% Việt Nam và là một trong 3 vaccine ngừa COVID-19 phát triển ở trong nước. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa lễ hội, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương dừng tổ chức các lễ hội truyền thống, đóng cửa các đình chùa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Những ngày đầu xuân, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành đã bố trí lực lượng công an xã chốt chặn ở các lối ra vào chùa Bút Tháp để nhắc nhở người dân không vào lễ chùa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động tín ngưỡng, thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh và tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Hội Liêm tỉnh Bắc Ninh là một trong những lễ hội lớn ở miền Bắc mỗi dịp đầu xuân. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Liêm đã đóng cửa không đón du khách vào tham quan và lễ chùa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Điều này đã nhận được sự ủng hộ của nhà chùa. Năm nay là chống dịch, là các thầy không mở cửa. Đấy, thì tất cả thập phương và dân làng đây là người ta hoan hỉ, là chống Covid. Ủy ban huyện cũng giao cho phòng văn hóa và thông tin huyện và đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, nhắc nhở và kiểm tra đối với các xã thị trấn. Thì qua kiểm tra thì như từ khi triển khai văn bản của ủy ban huyện ngày mùng 2 tháng Giêng âm lịch thì đến nay thì các xã và các di tích đều chấp hành tốt cái việc phòng chống dịch COVID. Lễ hội đầu xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc không tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội là điều cần thiết. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh để mùa lễ hội đặc biệt này an toàn cho tất cả mọi người. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhiều ca bệnh với hàng nghìn người tiếp xúc phải đi cách ly tập trung. Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện đúng quy trình, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Đây là điểm cách ly tập trung ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Sau khi được giao cho lực lượng quân đội quản lý, điểm cách ly này đã quản lý đúng các quy trình quy định. Người cách ly thực hiện các quy định và hiện đã có nhiều người kết thúc cách ly ở đây an toàn trở về nhà. Chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo để ban hành các cái khung quản lý các khu vực cách ly tập trung. Thì trong đó quân đội là chủ trì trong các khu vực cách ly tập trung có 100 người trở nên. Chúng tôi chú trọng vào cái việc duy trì chấp hành các cái nội quy của khu vực cách ly, đặc biệt là việc tổ chức cái quy định 5K của Bộ Y tế. Từ khi bùng phát dịch, huyện Cẩm Giàng đã có 100 ca dương tính với hơn 2.000 F1. Nhờ đảm bảo các quy định, các khu cách ly đã không có hiện tượng lây chéo. Hiện chỉ còn hơn 200 trường hợp cách ly ở 20 điểm trên địa bàn huyện. Còn tại thành phố Chí Linh, nơi bùng phát dịch đầu tiên ở Hải Dương với hàng trăm ca bệnh là công nhân công ty Poyun và người liên quan với hơn 6.500 F1 và 33 điểm cách ly. Khi mới bùng phát dịch, chính quyền còn nhiều lúng túng nhưng Chí Linh đã khẩn trương kiểm soát, siết chặt kỷ luật, đảm bảo an toàn trong các khu cách ly. Đối với những người đủ điều kiện
Đấy, mà sau các cái lần xét nghiệm âm tính thì sẽ cho về để tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà. Thế còn lại lực toàn bộ công nhân của Buzun và những người dân khác thì thành phố đã khẩn cấp và đưa sang các cái khu cách ly mới, đảm bảo về khoảng cách, về số lượng người ở trong từng phòng. Đứng thứ 3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương về số ca mắc COVID-19, thị xã Kinh Môn hiện đang cách ly cho 856 F1 ở các điểm cách ly tập trung. Để tránh lây nhiễm chéo, thị xã đã tập trung chỉ đạo sử dụng các nhà tắm giặt và nhà vệ sinh biệt lập, không dùng chung giữa các phòng với nhau, sử dụng các trường mầm non để làm nơi cách ly tập trung. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu siết chặt kỷ cương kỷ luật trong các khu cách ly trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cách ly. Chúng tôi siết chặt kỷ cương, giao cho lực lượng quân đội chịu trách nhiệm toàn diện. Chúng tôi yêu cầu là đối với ở khu cách ly thì có hai hệ thống sổ sách phải mở. Một là phải mở một cái cuốn nhật ký theo dõi cái tình hình ở khu cách ly diễn biến hàng ngày, mở một sổ theo dõi về y tế đối với từng người đến cách ly, quản lý cũng như người dân không nghiêm chỉnh chấp hành thì tùy theo tính chất mức độ mà phải xử lý cho nghiêm. Hải Dương kiên quyết không nhận người vào cách ly ở những nơi không đủ điều kiện. Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm và sẽ bị kỷ luật nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Hải Dương hiện ghi nhận 643 ca bệnh, tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi là 232 người. Hải Dương có gần 16.000 F1, trong đó chỉ còn 4.160 người đang được cách ly tập trung. Ngày 26 tháng 2 tại Hà Nội, Hội đồng chuyên ngành tổ chức họp đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia đối với nhóm sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nhằm thẩm định các tiêu chuẩn chấm điểm 5 sao. Thực hiện kế hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được hồ sơ đề xuất đánh giá phân hạng của 12 tỉnh, thành phố với 43 sản phẩm. Trên cơ sở đó, Hội đồng OCOP cấp quốc gia đã thành lập 3 tổ tư vấn để tiến hành thẩm định, gồm tổ tư vấn số 1 do Bộ Nông nghiệp phụ trách, tổ tư vấn số 2 có 10 sản phẩm do Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ phụ trách, tổ tư vấn số 3 do Bộ Y tế phụ trách. Những sản phẩm được hội đồng chuyên ngành đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được đề xuất công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Về cơ bản, các sản phẩm đủ điều kiện đề xuất có khả năng đạt 5 sao cần có tính đặc sắc bản địa, chủ thể gắn bó với cộng đồng địa phương, có đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình quản lý tiên tiến, tiếp cận thị trường quốc tế. Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái, Chi Ma, Tà Lủng kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể về chính sách quản lý cá tầm nhập khẩu phải có giấy phép size gồm cá tầm Đại Tây Dương và cá tầm Baltic thuộc phụ lục 1 của Công ước size nhập khẩu không vì mục đích thương mại. Trong đó, các loài cá tầm được phép kinh doanh tại Việt Nam bao gồm cá tầm Beluga, cá tầm Nga, cá tầm Sterlet, cá tầm Trung Hoa, cá tầm Siberia. Trường hợp nhập khẩu loài cá tầm không có tên trong danh mục nêu trên để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép theo quy định. Với tâm niệm ăn chay để thanh tịnh cơ thể, cầu phúc lộc trong năm mới, vì vậy những ngày này, mặt hàng thực phẩm chay phục vụ nhu cầu cúng lễ bắt đầu sôi động, sức tiêu thụ tăng mạnh, nhất là sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Theo các siêu thị, những ngày gần đây sức tiêu thụ thực phẩm chay tăng từ 20 đến 25% so với ngày thường. Nguyên nhân là bởi người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thuần chay, organic, hữu cơ. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để phục vụ nhu cầu ăn chay, cúng chay ngày càng tăng, các nhà hàng đẩy mạnh bán các món chay, cỗ chay mang về. Dịch vụ nấu cỗ chay trọn gói cũng được các nhà hàng giới thiệu. Khảo sát một số cửa hàng chuyên bán đồ ăn chay trên địa bàn Hà Nội cho thấy, năm nay do ảnh hưởng của dịch nên đơn đặt hàng cúng rằm tháng Giêng có kém hơn so với mọi năm. Giá cả các mặt hàng cũng không tăng, dao động từ 500 tới 1 triệu đồng một mâm cỗ chay. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ nông sản của một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các cơ sở có liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương. Gần 2 sào hành lá của gia đình bà Trần Thị Xỉu ở khu 4, xã Thụy Liễu đã đến kỳ thu hoạch, nhưng vẫn còn ở ngoài đồng. Do chưa thu hoạch nên nhiều cây gãy đổ, lá đã khô. Tiền đầu tư giống, phân bón, công chăm sóc, gần 10 triệu đồng, đứng trước nguy cơ mất trắng. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đơn vị bao tiêu sản phẩm ở Hải Dương
chưa đến thu mua. Covid nên người dân thì cũng phải chịu ảnh hưởng thôi. Covid không chuyển đi được thì mình cũng phải chịu chứ cũng không biết làm nào cả. Nhưng mong mỏi là nhanh nhất và sớm nhất để thu hoạch cho bà con để người ta yên tâm. Diện tích hành lá của Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản Liên Gia Trang có gần 1 hecta. Đây là mô hình liên kết giữa hợp tác xã với một doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu ở tỉnh Hải Dương. Theo cam kết, khi thu hoạch thì doanh nghiệp sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được sấy khô, xuất sang thị trường Nhật Bản. Nhưng đến thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh nghiệp không thể thực hiện được cam kết. Không chỉ ở xã Thụy Liễu mà nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch. Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp tục kéo dài, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con nông dân và các cơ sở sản xuất cần chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm, tránh để xảy ra tình trạng phải giải cứu nông sản. Nhiều ngày qua đã có thông tin các loại nông sản trên địa bàn Hà Nội như củ cải, cà chua của huyện Mê Linh, hành lá, hoa tươi của quận Nam Từ Liêm rớt giá, không ai mua, nông dân phải vứt bỏ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và khảo sát thực tế tại các địa bàn trên cho thấy có tình trạng cung đang vượt quá cầu, giá bán xa rẻ, nhưng người trồng không bị lỗ, không phải vứt bỏ rau củ. Tại huyện Mê Linh, diện tích trồng rau các loại vụ đông đang trong giai đoạn thu hoạch khoảng 700 hectare. Sản lượng đạt khoảng 14.500 tấn, trong đó riêng sản phẩm củ cải và cà chua hiện còn 600 tấn đã đến thời điểm thu hoạch, cần tiêu thụ nhanh. Dự kiến khoảng 15 ngày nữa, người nông dân Mê Linh tiếp tục thu hoạch khoảng 1.000 tấn củ cải. Tuy nhiên đầu ra rất chậm, giá thành xuống thấp. Rau cỏ năm nay mà so với mọi năm thì là thời điểm này là nó khẽ chậm hơn mấy mọi năm và giá cả khẽ thấp hơn mọi năm. Vì nó vừa rồi là nó cái dịch cúm gọi là toàn nước này đâm là nó không tiêu thụ được mấy. Vụ mùa này thời tiết rất thuận lợi nên sản lượng củ cải tăng gấp đôi so với các vụ khác trong năm. Nguồn cung tăng, trong khi các bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn lại giảm cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra còn một lượng rau củ lớn từ các địa phương khác đã được các tổ chức đưa về thủ đô để giải cứu. Cung vượt cầu khiến cho sức tiêu thụ chậm. Vấn đề sản xuất hiện nay thì tuy rằng nó có giá rẻ hơn mọi năm, nhưng người nông dân trồng rau thì vẫn đảm bảo được đời sống, vẫn có lãi. Định hình của các cái vụ kế tiếp thì chúng tôi đang tuyên truyền đối với xã viên là sẽ giãn cách, trồng giãn cách và hạn chế trồng đại trà. Tương tự tại huyện Mê Linh, người dân phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm cũng gặp khó khăn về tiêu thụ hành lá sau Tết. Ước tính sản lượng hành lá trên địa bàn phường còn khoảng 50 tấn. Để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân tại các vùng trồng rau, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có buổi làm việc và khảo sát trực tiếp tại các địa bàn. Chúng tôi sẽ định hướng từng cái nhóm mặt hàng để liên hệ với các cái doanh nghiệp phân phối cũng như là các cái nhà máy chế biến hoặc là các cái chợ đầu mối để hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân của Hà Nội một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ và tư vấn giúp đỡ cho các địa phương để làm thế nào chúng ta sản xuất phải cân đối cung cầu. Lãnh đạo Sở Công Thương cũng đề nghị các địa phương đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm với các sản phẩm thu hoạch, sản phẩm nào không đạt yêu cầu phải tiêu hủy theo đúng quy trình, tránh trường hợp vứt bỏ giữa cánh đồng, gây hiểu lầm trong dư luận. Ngày 25 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1976, thường trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, năm 2016, bị cáo Nguyễn Quốc Hưng đã mua 2 chiếc xe ô tô gồm một chiếc xe hiệu Toyota Innova và một chiếc hiệu Kia Sorento. Sau đó, đem thế chấp vào ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Đức Trọng. Giấy tờ đăng ký cả 2 chiếc xe này do ngân hàng BIDV giữ. Nguyễn Quốc Hưng chỉ được giữ lại bản sao. Sau đó, bị cáo Nguyễn Quốc Hưng liên hệ với các đối tượng làm giấy tờ giả trên mạng xã hội nhờ làm 2 giấy đăng ký cho 2 chiếc xe mà mình đã đem cầm cố vào ngân hàng. Sau khi có giấy đăng ký xe giả, Hưng đem cầm cố cho bà Dương Thị Thùy Linh và Tô Thị Yến chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hết hạn, Nguyễn Quốc Hưng vẫn không chịu giao xe cho bà Linh và bà Yến. Tại phiên xử sơ thẩm,
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng mức án mà Nguyễn Quốc Hưng phải nhận là 15 năm tù. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.